Hello anh em, chúng ta quay trở lại với Laptop World, thế giới công nghệ. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái video để chia sẻ với em kinh nghiệm cách làm sao để lựa chọn cho mình một chiếc laptop để chỉnh sửa hình ảnh, edit video, chỉnh sửa đồ họa anh em nhá. Hãy cùng bắt đầu ngay thôi nào. Chúng ta sẽ cùng sang tới cái yêu cầu đầu tiên. Đầu tiên anh em hãy phải xác định cho mình xem anh em đang cần xử lý vào những tác vụ đồ họa nặng hay là nhẹ. Nặng ở đây tức là anh em cần xử lý vào dựng những cái bộ phim hay là dựng những cái video 4K, thậm chí là 60fps và khá là nhiều các effect chồng chất lên nhau. Đó, hoặc là anh em xử lý vào After Effects các thứ này, anh em cần phải sử dụng khá là nhiều các effect, rất là nhiều các keyframe các thứ, thì anh em hãy chia nó ra thành một nhóm riêng. Còn nếu mà em xử lý vào những cái tác vụ đồ họa nhẹ, nhẹ ở đây tức là gì? Nhẹ ở đây tức là anh em chỉ có chỉnh sửa hình ảnh cơ bản nhẹ nhàng thông qua Photoshop hay là Lightroom, hay là anh em chỉnh sửa video nhẹ nhàng khoảng 4K 25fps và chỉ khoảng 1-2 layer mà thôi. Đó, tức như thế tức là nhẹ nhàng anh em ạ. Thì với cái nhóm xử lý đồ họa nhẹ nhàng như thế, em không cần phải quan tâm quá là nhiều về một cái combo cấu hình thật sự là khủng khiếp, mà chúng ta chỉ cần tìm một cái combo cấu hình trong khoảng độ xem nào, tầm 18 triệu là đã có thể cân được cho chúng ta vào những tác vụ đó rồi. Nó như là CPU dòng H, ví dụ là AMD hay là Intel dòng H hiệu năng cao, tầm độ đời thứ 10, đời thứ 11 thời gian gần đây là đã có thể cân được cho anh em vào những tác vụ đó anh em nhá. Đó là về CPU. Tiếp theo có một cái lưu ý nhỏ nhỏ cho anh em, đó chính là về RAM của máy. Nếu như mà em chỉ sử dụng đơn tác vụ, tức là anh em chỉ có mở cái phần mềm đó lên và anh em chỉ sử dụng phần mềm đó thôi, không mở ra quá là nhiều các cái tab khác như là Chrome này, hay là anh em mở thêm soạn thảo văn bản, anh em mở thêm Word các thứ vân vân, sử dụng nhiều tác vụ cùng một lúc, thì anh em chỉ cần RAM 8GB là đủ, đúng không nào? Nhưng mà nếu như mà anh em sử dụng nhiều hơn, anh em thường xuyên phải mở rất là nhiều các cái tab lên để anh em tìm kiếm các cái tài nguyên, thì lúc này anh em hãy lưu ý cho mình là lựa chọn lên RAM 16GB anh em nhé. Đó là một cái lưu ý nhỏ cho những cái mẫu laptop mà đồ họa nhẹ. Tiếp theo nữa anh em cần quan tâm đó chính là về card đồ họa, thì anh em có thể sử dụng card đồ họa onboard trực tiếp ngay trên con CPU Intel Gen 11 của anh em, hoặc là trên con CPU AMD Radeon Graphics là cũng có thể đáp ứng được vào những cái tác vụ xử lý đồ họa nhẹ nhàng cơ bản rồi. Hoặc là anh em có thể quan tâm đến một số các mẫu card đồ họa nhẹ nhàng hơn như là NVIDIA GeForce MX 330, 350 hay là 450, đúng không nào? Một số con card đồ họa đó thì cũng có thể cân được cho anh em vào những tác vụ xử lý đồ họa nhẹ nhàng anh em nhé. Đó là một số các cái lưu ý ở trên những cái mẫu laptop mà anh em cần xử lý vào những tác vụ đồ họa nhẹ nhàng. Tiếp theo thì về cấu hình ở trên những cái mẫu laptop mà anh em cần để xử lý đồ họa nặng, anh em sẽ cần những cái gì? Đầu tiên sẽ là một con CPU phải là hiệu năng cao và là đời mới một chút để mà chúng ta có thể sử dụng về lâu về dài, đúng không nào? Và càng ngày thì mình để ý rằng là anh em càng có nhu cầu xử lý đồ họa nặng nề hơn so với cả ngày trước rất là nhiều. Chính là vì thế mà những mẫu CPU hiệu năng cao thời gian gần đây, đời mới gần đây thì nó sẽ đáp ứng cho chúng ta tốt hơn. Điển hình như là một số các mẫu CPU Intel i7 Gen 11, đúng nào? Và đặc biệt là phải là dòng H anh em nhé, 11800H chẳng hạn. Đó là một những con CPU mà mình khuyến cáo anh em nên dùng khi mà xử lý những tác vụ đồ họa nặng mà mình vừa kể bên trên. Ngoài ra thì nếu mà em có mức tài chính dư giả hơn thì cũng có thể quan tâm tới một số các mẫu CPU Intel Gen 12 như là Intel Core i5 12500H hay là Intel Core i7 12700H, cũng là một trong những con CPU mà đáp ứng được cho mình vào những tác vụ xử lý đồ họa nặng khá là ổn. Đó là với cái cảm nhận của cá nhân mình trong quá trình mình trải nghiệm, mình cảm thấy được. Bởi vì là những con CPU gần đây thì nó sẽ cho mình, đặc biệt Intel Gen 12, nó sẽ cho mình những cái nhân T-Core để có thể xử lý vào những tác vụ mà đồ họa nặng như thế này, những tác vụ mà cần ăn CPU nhiều hiệu năng, thì em nó có thể cân được ta rất là tốt. Đó chính là với CPU, đúng nào? Tiếp theo thì về RAM, tất nhiên rồi, nếu mà xử lý đồ họa nặng thì anh em cần lưu ý giúp mình là RAM tối thiểu phải là RAM 16GB. Và tiếp theo là về card đồ họa thì anh em hãy lưu ý giúp mình là chọn những phiên bản card đồ họa đời mới, bởi vì là nếu mà Intel Gen 12 thì cũng không thể mà tìm kiếm được những cái mẫu card đồ họa đời cũ như là 1660 hay là 1660 Ti, đúng không nào? Chính vì thế mà trên những cái mẫu để mà đáp ứng được những con CPU mạnh như thế thì anh em cũng nên chọn cho mình thêm một con card đồ họa nó cũng phải đủ mạnh nữa anh em ạ. Như là RTX 3050 Ti là mình thấy cũng ổn rồi này, hoặc là lên đến 3060, 3070 là rất ngon anh em nhá. Thì thường những cái mẫu laptop đó sẽ là những mẫu laptop gaming, thiên về gaming hơn, chứ hầu hết là ultrabook không có đâu. Nhưng mà xử lý đồ họa nhẹ thì sẽ có một số các mẫu ultrabook giá rẻ nhẹ nhàng như là Q408UG hay là một số các cái mẫu Dell Inspiron cũng có thể đáp ứng được tốt cho anh em. Nhưng mà sang tới đồ họa nặng ấy thì thường chúng ta sẽ nên lựa chọn những bộ laptop gaming thì hơn anh em nhé. Đó là cái lưu ý về cấu hình. Tiếp theo hãy cùng mình sang đến đấy chính là cái lưu ý về màn hình. Màn hình mới là cái thứ mà cực kỳ quan trọng và là cái lưu ý rất là quan trọng khi mà chúng ta lựa chọn một chiếc laptop để xử lý đồ họa, đúng không nào? Vậy thì hãy lựa chọn giúp mình xem độ phân giải, tần số quét hay là độ bao phủ màu là quan trọng nhất trong cái yếu tố lựa chọn màn hình. Tất nhiên không phải là tần số quét, một chút thì thiên về độ phân giải, còn đa số thì sẽ là về độ phủ màu, đúng không nào anh em? Thì với cá nhân mình cũng như thế mà thôi.
đầu tiên mình sẽ ưu tiên quan tâm nhất đấy chính là về độ bao phủ màu. Còn về cái tần số quét thì gần như bỏ qua đi, mình sẽ không cần thiết cái điều đó. Tiếp theo là về cái độ phân giải thì mình thấy rằng là 4K nó cũng là hợp lý đấy, nó cũng là hay đấy. Nhưng mà nó sẽ có một số các cái nhược điểm. Nếu như mà anh em chỉ sử dụng vào edit chỉnh sửa đồ họa bình thường, không phải là yêu cầu tới những cái tác vụ mà cần cái độ chi tiết quá là cao như là AutoCAD, AutoDeck các thứ này, anh em cần những cái độ chi tiết trong một bản vẽ thật là cao, thì không cần thiết tới màn hình 4K, mà thậm chí là 2K nó vừa tối ưu chi phí cho anh em, nó còn vừa tiết kiệm pin ở đấy anh em ạ. Đấy, chính là vì thế mà mình thấy rằng là 2K thậm chí là Full HD thời điểm hiện tại nếu mà em xử lý thì nó cũng đã là ổn rồi. Cái điểm quan trọng nhất đấy chính là về cái độ bao phủ màu. Cái độ bao phủ màu thì thường cho một chiếc laptop để mà xử lý đồ họa, anh em cần tối thiểu để chính là 100% sRGB, là một cái giải màu mà đủ rộng để có thể xử lý vào những tác vụ xử lý đồ họa từ bàn chuyên từ thấp nhất rồi. Tiếp theo nữa, nếu mà anh em mà muốn làm cao cấp hơn nữa thì lúc này chúng ta cần quan tâm những cái giải màu sắc nó rộng hơn như là DCP3, như là RGB, đúng không nào? Thì tiếp theo, nếu mà xử lý được đồ họa, anh em cần xử lý đồ họa mà thiên về màu sắc chuẩn xác hơn một chút, làm cho một cái doanh nghiệp cũng khá lớn rồi, thì lúc này anh em sẽ cần quan tâm tới cái độ bao phủ màu DCP3. Lúc này nó phải đạt cho mình khoảng tối thiểu là khoảng 80% DCP3. Đó là với cái giải màu DCP3. Còn nếu mà anh em làm về in ấn nhá, nếu mà anh em làm xử lý đồ họa về in ấn cần chuẩn xác tuyệt đối, đấy, màu sắc nó ra nó phải thật sự là chuẩn xác, thì hãy chọn cho mình những cái chiếc màn hình mà có cái độ bao phủ màu lên tới sấp xỉ 99% RGB. Thì lúc này nó sẽ gọi là tin tưởng hơn, tin cậy hơn, đúng nào, và có chứng chỉ tương tông thì càng tốt. Độ sai lệch màu thì chắc chắn là những mẫu laptop xử lý đồ họa độ sai lệch màu nó phải là delta E dưới 2, đúng không nào? Đó là những cái lưu ý của mình về màn hình. Còn về cái độ phân giải này hay là tần số quét thì mình thấy rằng là nó quan trọng nhất là cái vấn đề tối ưu nhất trong ta, mà cái độ bao phủ màu mới là cái tối ưu nhất. Tiếp theo anh em hãy cùng mình qua tới một cái điểm nữa mà gần như là không mấy anh em để ý tới đâu, đấy chính là về tản nhiệt anh em ạ. Những anh em nào xử lý đồ họa nhẹ thì cũng không cần thiết phải để ý tới thật, nhưng mà nếu như mà anh em cần xử lý những tác vụ đồ họa nặng hơn một chút như là edit render video hay là edit các hiệu ứng effect thông qua After Effects thì hãy quan tâm đến điều này anh em nhé. Bởi vì là nếu như một chiếc laptop hoạt động render hoặc là vận hành liên tục với cái mức hiệu năng cao như thế trong một khoảng thời gian dài mà tản nhiệt của máy nó không được mát mẻ thì CPU của anh em sẽ rã rất là nhanh đấy, và cái combo cấu hình đó thì phải nói là nó sẽ xuống cấp rất là nhanh. Còn chưa kể tới đấy chính là về pin cũng sẽ bị chai theo thời gian bởi nhiệt độ nữa, đúng không nào? Chính vì thế mà nếu như mà cái chiếc laptop của anh em lựa chọn, một là tản nhiệt nó phải thật sự là tốt với những tác vụ xử lý đồ họa nặng, với những người anh em nào cần tìm một chiếc laptop xử lý đồ họa nặng. Còn nếu mà tản nhiệt chiếc laptop đó chỉ ở mức kiểu trung bình mà thôi, ở cái mức bình thường với một chiếc laptop thiết kế mỏng nhẹ mà thôi, thì anh em hãy chuẩn bị cho mình một cái bộ đế tản nhiệt anh em nhé. Bộ đế tản nhiệt lúc này nó sẽ đóng vai trò rất là quan trọng để giúp cho chiếc máy chúng ta nó vận hành vừa là trơn tru mát mẻ, vừa là đảm bảo cái tuổi thọ cho linh kiện của anh em đấy. Ok, tiếp theo nữa hãy cùng sang đến một cái nhu cầu tiếp theo, đó chính là về cái khả năng nâng cấp. Thật ra ấy thì với những cái anh em nào mà lựa chọn cho mình những cái mẫu laptop với option nó đủ rồi, như là RAM SSD nó đã là đủ, như là chỉ dụng khoảng 16GB hay là 32GB RAM và SSD khoảng 1TB, lúc này thì không cần thiết phải quan tâm tới khả năng nâng cấp nữa. Nhưng mà với những anh em nào mà lựa chọn những mẫu laptop mà chỉ có khoảng 8GB RAM thôi và anh em muốn sử dụng về lâu về dài ấy, thì lúc này khả năng nâng cấp cũng là một cái nhu cầu mà anh em cần quan tâm và lựa chọn anh em nhé. Tiếp theo, cuối cùng thì có một cái điểm nữa mà mình muốn nhấn với anh em, đó chính là về cái cổng kết nối anh em ạ. Cổng kết nối thì tưởng chính là nó không quan trọng với cả những mẫu laptop xử lý đồ họa lắm, nhưng mà nếu như mà anh em chọn những mẫu laptop mà không có màn hình thực sự là đẹp thì lúc này anh em muốn sử dụng về lâu về dài, cổng kết nối lại đóng vai trò rất là quan trọng để anh em có thể xuất ra một cái chiếc màn hình khác với độ bao phủ màu cao hơn. Đó, ví dụ anh em lựa chọn những laptop mà không có cổng HDMI, thậm chí là màn hình của nó chỉ có đạt 65% sRGB mà anh em vẫn muốn làm đồ họa thì điều này gần như là không thể, đúng rồi anh em. Nhưng mà anh em có thể lựa chọn những mẫu laptop cấu hình rất là khủng trong tầm giá hợp lý, màn hình thì không thực sự là đẹp đâu nhưng mà cổng kết nối của nó lại là đầy đủ. Và lúc này nếu như mà anh em muốn xử lý đồ họa thì anh em hãy tích góp và lựa chọn cho mình một chiếc màn hình với độ bao phủ màu cao, xuất hình ảnh qua cổng HDMI full size ra cái màn hình rời đó, và lúc này anh em có thể xử lý đồ họa ngay trực tiếp ở trên cái chiếc laptop cấu hình khủng chúng ta, đúng không nào? Thậm chí là anh em có thể sử dụng để chiến game nữa, với một số người anh em muốn tiết kiệm chi phí, muốn màn hình tần số quét cao nhưng mà lại không thực sự đủ tiền để có thể trang trải cho mình một cái chiếc màn hình vừa tần số quét cao lại vừa độ bao phủ màu cao, đúng không nào? Chính vì thế mà anh em có thể lựa chọn những mẫu laptop gaming cấu hình vừa phải thôi, và đi kèm đó chính là về những cái cổng kết nối thì lại đầy đủ để có thể xuất ra máy chiếu hoặc là xuất ra màn hình rời với độ bao phủ màu cao hơn. Đó là những cái tip của mình để có thể lựa chọn cho mình những cái mẫu laptop xử lý đồ họa tại đầu
năm 2022 này. Còn mình tin rằng là thời gian tới thì sẽ có khá là nhiều các mẫu laptop thiên cho chúng ta về creator, bởi vì là cái ngành nghề creator bây giờ phải nói là một cái ngành nghề mà nó rất là phổ biến và rất là nhiều người quan tâm, đúng không anh em? Bây giờ thậm chí là những người anh em cấu hình thủ bây giờ đi mua máy hay là màn hình thủ các thứ mà nhìn thấy màn hình 65% sRGB vứt cấu hình ví dụ như là card đồ họa GTX 1650 vứt, đúng nào anh em? Mình biết rất là nhiều anh em như thế và hiện tại cũng đang xem video này đấy. Nên là nếu như mà anh em xem qua video vừa rồi mà đã nắm được cho mình những kỹ năng để có thể lựa chọn cho mình những cái mẫu laptop xử lý đồ họa từ nhẹ cho tới cao cấp thì hãy comment phía bên dưới cho mình biết những cái lựa chọn của anh em nhá. Và đừng quên ủng hộ cho Laptop World một like cũng như là một sub và hãy nhấn vào nút chuông để không bỏ lỡ video mới của chúng mình. Và đây là Laptop World. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.